xin chút information. Trong tiểu sử tôi có để link. Hello Minh Khang. Đố biết bài gì nào? Quên chung lớp với bé hả? Quên nào? Bận rộn tận tình lắm mà. Ủa? Ủa mọi người, sao những người chết rồi? Tôi bị hạn chế lại rồi nè. Là sao vậy? Bị giới hạn người xem rồi. Những người dưới, hình như dưới 18 tuổi là không được coi like nữa. Ủa? Gì hết trời? Hay do nãy tôi nói cái từ mượn tỏ tình? Chắc vậy rồi. Thôi mở bài khác đi, bài này xui quá. Bài khác. Thoải mái đi em. Đâu, bài nào? Chắc chuẩn bị tắt like nè, mỏi lưng á. Nhạy cảm vừa. Em ở Sài Gòn luôn hả? Đúng rồi. Cười duyên thế, cảm ơn nha. Chân lai quá. Chẳng vui đâu em nghe, chẳng ai muốn một lời chia tay. Bước đi mang người, sợ anh không muốn nghe. Đừng làm như thế, cứ hát lên cho ai, cứ mắng em như ngày xưa, còn hơn anh chẳng nói gì. Tôi tắt like nha mọi người ơi. Còn hay đang